Hello everyone. Today I'm very happy to see you. Now today we are going to do exercise in the workbook. Are you ready? Open page 55, 56, 57, 58 and 59. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm workbook. Bây giờ chúng ta hãy mở sách trang 55, 56, 57, 58 và 59 cho cô ha. Chúng ta sẽ vào trang đầu tiên. Page 55. Trang 55. Ở trang 55 này các con hãy quan sát vào trong sách. Chúng ta sẽ làm phần 1 cho cô. Phần 1 sẽ có 4 câu. 1, 2, 3, 4. Các con sẽ hoàn thiện câu hỏi và câu trả lời cho cô ha. Nhìn tranh và hoàn thiện câu hỏi và câu trả lời. Các con hãy quan sát lên màn hình này. Number one, where's Rosie? Where's Rosie? Rosie ở đâu ạ? Các con hãy nhìn. Rosie đang ở trong phòng nào? Living room, ok. Vậy, chúng ta sẽ được câu trả lời. She's in the living room. She's in the living room. Ok, tương tự câu số 2, số 3 và số 4. Các con hãy quan sát. Đọc câu hỏi và quan sát tranh để trả lời. Câu số 2, where are mom and dad? Mom and dad đang ở đâu? Họ đang ở đâu? In the dining room. Ok, vậy chúng ta sẽ trả lời. They're in the dining room. Ok, câu số 3 và số 4. Các con hãy quan sát là câu số 3 chúng ta thấy là trong câu hỏi chỉ có chữ grandma and grandpa. Còn thiếu cái chữ nào trước? Các con lưu ý cho cô nha. Câu số 3 và câu số 2 chúng ta thấy có gần giống nhau không ạ? Đúng rồi, gần giống nhau ha. Và câu số 4 tương tự câu số 1. Câu số 3 tương tự câu số 2 và câu 4 tương tự câu số 1. Để các con hãy hoàn thành bài này cho cô ha. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo. Page 56 and 57. Chúng ta hãy nhìn vào trang 56 trước. Trước khi làm phần này, cô nói cho các con một chút xíu. Ở bài trước, cô có dạy các con chữ upstairs, có nghĩa là lên cầu thang. Downstairs là xuống cầu thang. Nhưng đó là hai động từ. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp lại chữ upstairs và downstairs. Nó là danh từ. Upstairs có nghĩa là lầu trên và downstairs là lầu dưới. Ở bài tập số 1, các con hãy nhìn bức tranh, sau đó khoanh tròn. Sau đó khoanh tròn cái câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ bôi đen cái ô tròn ha. Ví dụ câu số 1 này, cái mũi tên nó chỉ phải ở lầu trên đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn chữ upstairs và chúng ta bôi đen cái ô tròn đó. Tương tự câu số 2, số 3 và số 4, cái mũi tên nó chỉ vào đâu chúng ta sẽ chọn cái từ đúng cho cái mũi tên đó. Bài này rất là dễ. Ok. Ở sang phần tiếp theo trang 57. Các con quan sát, chúng ta hôm nay sẽ học âm chờ, chờ, chờ. Ok. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie là tên một người. Và chúng ta thấy là Charlie nó thiếu cái chữ chờ đúng không ạ? Và người ta đã điền chữ chờ vào đằng trước nó. Tương tự câu số 2, số 3, số 4 và số 5. Các con hãy quan sát. Số 2 là con gà. Con gà con đúng không ạ? Gà con là chick, chick, chair, chair. Who's she? Who's she? Teacher, teacher, teacher. Lunch box, lunch box. Đây là cái hộp đựng đồ ăn. Ok, lunch box. Ok, các con sẽ điền chữ chờ vào những cái khoảng trống trong mỗi câu cho cô ha. Trong ta sang phần tiếp theo. Page 58. Ở trang 58, trước khi các con làm phần 2, các con sẽ đọc cái phần 1 cho cô. Look at the pictures, read and point. Cô sẽ đọc trước một lần, sau đó
Các con sẽ đọc theo ở nhà và hoàn thành bài cho cô ha. My name is Hoàng. I live in an apartment. I live with my mom, my dad, my brother, and my grandma. There are three bedrooms in my apartment. One bedroom is for my mom and dad. One bedroom is for my grandma. The other bedroom is for my brother and me. There is a kitchen, a big living room, and a bathroom in the apartment too. Okay. Once more, Tom. Listen carefully. My name is Hoàng. I live in an apartment. I live with my mom, my dad, my brother, and my grandma. There are three bedrooms in my apartment. One bedroom is for my mom and dad. One bedroom is for my grandma. The other bedroom is for my brother and me. There is a kitchen, a big living room, and a bathroom in the apartment too. Okay. Bây giờ các con sẽ làm phần 2 cho cô. Read again, circle and write. Ở phần 2 sẽ có 4 câu. 1, 2, 3 and 4. 1. Hoàng lives in an house, apartment or upstairs. Các con sẽ phải chọn một trong ba đáp án. Trên chúng ta sẽ tìm thông tin trong bài đọc ha. Xem là Hoàng sống ở trong ngôi nhà, căn hộ hay ở trên lầu ha. I live in an apartment. Vậy là Hoàng lives in an apartment. Okay. Hoàng lives in an apartment. Tương tự câu số 2, số 3 và số 4 chúng ta sẽ làm tương tự câu số 1 cho cô ha. Nhớ là đọc thật kỹ và tìm thông tin trên bài để khoanh tròn cái đáp án đúng cho cô. Ok. Chúng ta sang phần tiếp theo. Page 59. Ở trang 59, cô sẽ hướng dẫn các con làm phần 1, phần 2, phần 3 trước. Ở phần 1, say the letters, circle the vowel in the words. Chúng ta sẽ đọc những cái âm sau, sau đó chúng ta khoanh tròn cái nguyên âm trong mỗi từ. Ok. Đây là năm nguyên âm trong tiếng Anh. R, E, I, R và U. Ok. Bag. Chúng ta sẽ khoanh tròn âm gì nhỉ? R, up, pen, hat, on, fix, egg, box, ink. Các con hãy khoanh tròn tất cả những nguyên âm ở trong những chữ này cho cô. Ha. Sau khi khoanh tròn xong, chúng ta sẽ làm phần 2. Write the words in the correct box. Chúng ta sẽ viết cái từ đúng vào mỗi cái ô vuông bên dưới. Ví dụ, âm A, chúng ta có chữ bag. Ok, tương tự những âm còn lại chúng ta sẽ chọn cái chữ bên trên để viết xuống dưới cho đúng ha. Quan sát thật kỹ cho cô. Rồi, sang phần 3. About me. Circle the words about your home. Write how many rooms in the box. Ở phần này, các con khoanh tròn cái ngôi nhà hoặc là căn hộ. Chúng ta đã ở trong căn hộ, chúng ta sẽ khoanh tròn chữ apartment. Còn chúng ta ở trong ngôi nhà, chúng ta sẽ khoanh tròn chữ house. Okay. Sau đó chúng ta sẽ viết xem là trong nhà mình có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu phòng bếp, bao nhiêu phòng ăn và bao nhiêu phòng khách. Chúng ta sẽ viết con số vào đây ha. Rồi, sau khi làm phần 3 xong, chúng ta sẽ sang phần 4. Draw the home, then write about the rooms. Ở phần này các con sẽ làm gì? Chúng ta đã làm rất nhiều những cái dạng bài như vậy rồi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn lại một chút xíu nữa để các con làm bài được tốt hơn ha. Các con sẽ vẽ một ngôi nhà. Nếu chúng ta ở trong ngôi nhà, chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà vào đây. Còn nếu chúng ta ở trong căn hộ, chúng ta sẽ vẽ căn hộ vào trong này cho cô ha. Sau khi vẽ căn nhà hoặc là căn hộ xong, chúng ta sẽ vẽ cái số phòng mà chúng ta vừa viết ở bên trên xuống dưới. Ví dụ nhà có hai phòng ngủ, chúng ta sẽ vẽ hai phòng ngủ ở đây. Hai nhà tắm, chúng ta sẽ vẽ hai phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn và phòng khách vào trong cái ngôi nhà đó, căn hộ đó cho cô ha. Sau khi chúng ta vẽ xong, chúng ta sẽ giới thiệu cái ngôi nhà của mình sang phần bên cạnh cho cô. Và bây giờ các con hãy quan sát lên trên màn hình cho cô nào. Ok, ví dụ chúng ta giới thiệu đây là phòng khách
thì chúng ta sẽ được câu This is the living room. Ok. Tương tự những câu tiếp theo. Sorry. Tương tự những câu tiếp theo. This is the và khoảng trống. Chúng ta sẽ giới thiệu cái bếp, phòng ăn, phòng khách vân vân. This is the chỉ giới thiệu cho một căn phòng duy nhất thôi. Các con lưu ý cho cô ha. Sang câu these are the sẽ giới thiệu từ hai căn hộ trở lên. Ví dụ trong nhà chúng ta có hai phòng ngủ, chúng ta sẽ viết là these are the bedrooms. Ok. These are the bedrooms. Các con hãy hoàn thành bài này cho cô ha. Ok. Các con đã hiểu chưa ạ? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành workbook và cô chúc các con làm workbook thật cẩn thận, thật tốt và ở nhà thật chịu khó học bài cho cô ha. Rồi, cô sẽ hẹn gặp các con vào bài tiếp theo. Ok, bye bye, see you again. Thank you.